Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Với tiêu chí kinh doanh phụng sự đến dẫn đầu, shop xe đạp thể thao VIP luôn cam kết mang lại cho khách hàng những chiếc xe đạp tốt và phù hợp. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, ở tỉnh nào, ở thành phố hay nông thôn, ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, bạn cũng có thể dễ dàng mua được một chiếc xe đạp tốt của shop một cách rất nhanh chóng. Chỉ cần bạn đặt hàng là sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Và shop thì luôn nhập thêm nhiều thương hiệu mới, nhiều chủng loại mới, nhiều model mới về giới thiệu và bán tới bạn trên mọi miền tổ quốc. Và xe đạp địa hình Campi 2DX là một mẫu xe mà bất cứ bạn yêu xe đạp địa hình nào cũng muốn làm chủ sở hữu. Và chiếc xe đạp Campi 2DX này sẽ tuyệt đẹp với kiểu khung thể thao mạnh mẽ, dây cáp đi âm sườn, âm khung và thiết kế cùng với hai màu rất đẹp và khỏe khoắn. Đây là một chiếc màu xanh be, còn một chiếc màu xanh shop cũng đã làm review và để lại đường link ở dưới phần mô tả video này để bạn xem chi tiết. Và đặc biệt thì chiếc xe đạp Campi, chiếc xe đạp này đang sử dụng bộ chuyển động cực khủng, cực VIP của hãng Shimano. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Với tay đề số Shimano SNX-M7100, vâng, Shimano SNX-M7100 được sản xuất tại Nhật Bản. Gạt đĩa Shimano DRM8000, gạt lip Shimano DRM8120 được sản xuất tại Nhật Bản. Bộ chỉ động này là điều khiển hai đĩa, bộ bù đĩa bằng nhôm của hãng NPV bằng nhôm CNC cực khủng và bộ lip 12 tầng của hãng Sơn Sa. Và bạn thấy này, như cực khủng và cực đã, cùng với cặp vành bánh cỡ 27.5 inch, với cặp lốp CST lốp 27.5 x 2.1, sẽ cực chất, cực chuốt. Đặc biệt thì ở thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid đang rất căng thẳng thì hàng hóa rất khan hiếm. Và với Campi hiện nay thì đến với shop mua xe với mức giá vô cùng hợp lý. Và ngay sau khi cập bến thì mẫu xe đạp Campi 2DX này đã được bạn Quốc ở Đà Nẵng quan tâm và tìm hiểu. Và tối muộn ngày hôm qua, bạn có liên hệ với shop và sau khi nhận đầy đủ thông tin về chiếc xe đạp địa hình MTB Campi này thì bạn đã đặt luôn một chiếc màu xanh be tuyệt đẹp đây. Vâng, với cỡ khung cỡ 17.5 inch và bộ chuyển động của Nhật Bản thì không thể cưỡng nổi được vẻ đẹp và độ chất của chiếc Campi này. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp online tại shop xe đạp thể thao VIP.com lại đơn giản, nhanh chóng đến vậy. Nên nếu bạn đang cần tìm mua xe, hãy đến với shop xe đạp thể thao VIP.com. Shop đang có rất nhiều thương hiệu xe đủ chủng loại, nhiều kiểu dáng, nhiều kích cỡ, nhiều màu sắc, nhiều cấu hình, nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Và chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe, đến với shop chắc chắn bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Và shop đã có hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc đã tìm mua sản phẩm, hài lòng về dịch vụ và chất lượng của sản phẩm và tiếp tục mua những chiếc xe đạp tiếp theo. Vâng, đây chính là chiếc xe đạp Campi 2DX của bạn Quốc ở Đà Nẵng. Shop đã về màu, đây là chiếc màu cream hay là màu màu be, xanh be. Shop còn về màu green này nữa, là màu xanh mà nha. 27.5 x 17.5 inch. Vâng, model đây rất chuốt luôn, hàng nhập về tới Việt Nam nguyên thùng nguyên chiếc như này, full nhôm. Bạn thấy này, chất nhôm của Campi, một thương hiệu rất là nổi tiếng, bạn có thể lên Google bạn search ra thì thấy được. Size khung là 17.5 inch, cơ bánh là 27.5 inch, lốp là CNT 27.5 x 21.25 và đang sử dụng hệ thống phanh đĩa dầu trước sau của hãng Techo và sử dụng bộ chuyển động Shimano SLX, Shimano SLX M7100 sản xuất tại Nhật Bản. Gạt đĩa Shimano DRM8000, gạt lip Shimano DRM8120. Và tất cả các thông tin thông số đều được ghi ở mặt sau này bạn nhé. Nơi xuất xứ là có chữ Japan. Lip như shop đã chia sẻ thì sử dụng lip thả 12 tầng của hãng Sơn Sa, lip cực khủng luôn. Và bộ mayer thì sử dụng của hãng Novatic bạn nhá, Novatic. Và chiếc Campi này đang sở hữu một chiếc phuộc giảm xóc bằng hơi hay bằng khí. Đấy, phuộc khí. Đây là cái van để thăm hơi đây bạn nhá. Đây. Rất là chuốt luôn.
cỡ bánh 27,5 inch như này thì chạy rất tuyệt vời luôn, có khóa giảm sóc, công nghệ ABS cộng đây, bạn thấy này, rất nhiều nước khác nhau, rất nhiều nước đó, rất hay và rất chuốt luôn. Và bạn cần tư vấn thêm hay liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao Vincom qua số điện thoại hotline 0983315936. Shop sẽ luôn thường trực và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Và đến với shop, bạn mua được xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà, không cần phải đi đâu xa. Vâng, không cần phải đi đâu xa, đến với shop mua được xe, bởi vì shop luôn có đủ xe, đủ size, đủ màu của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại, nhiều cấu hình, nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao Vincom vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop luôn đăng tải những video mới, cập nhật những sản phẩm mới, và qua những video này bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Một lần nữa cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.